Thưa quý vị và các bạn, với trách nhiệm xã hội cao, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã chấp thuận cho huyện Văn Lâm mượn cơ sở 2 ở xã Tân Quang làm khu cách ly tập trung của huyện. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho công tác phòng chống dịch của địa phương, thì trường cũng chủ động trong việc tổ chức học và thi trực tuyến để đảm bảo chương trình năm học cho sinh viên, không để sinh viên nào bị chậm, bị muộn thời gian học. Khu ký túc xá 600 chỗ khang trang tiện nghi, mỗi phòng đều có vệ sinh khép kín này, đang là nơi cách ly tập trung cho hơn 20 F1 của huyện Văn Lâm. Lần thứ ba, cơ sở này được tổ chức làm nơi cách ly tập trung. Cái địa điểm ở cơ sở 2 này ấy, thì nó bảo đảm được ấy là cho các cái công dân cách ly cái nơi ăn, nơi ở, điện, nước cho từng công dân một bảo đảm rất là tốt. Nhà trường cũng rất là quan tâm, chỉ đạo các cái phòng, ban của nhà trường phối hợp chặt chẽ với là các phòng ban của Ủy ban Nhân dân huyện. Không đến trường nhưng không dừng việc học, kỳ 2 năm học này do ảnh hưởng của đợt dịch 3 và 4 khiến hơn 2.000 sinh viên của nhà trường phải chuyển sang học trực tuyến 2 lần. Những buổi học như thế này đã trở nên quen thuộc đối với giảng viên và các em sinh viên. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 thì Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh cũng đã tổ chức giảng dạy trực tuyến trên phần mềm Zoom. Các em ở nhà có thể đảm bảo được sức khỏe của mình, đảm bảo được kiến thức để đảm bảo cho việc thi cử. Nhà trường vẫn sắp xếp cho bọn em thi đúng theo tiến độ như học ở trên trường và không làm chậm việc học của bọn em trong một năm. Xác định sống chung với dịch, bên cạnh việc tổ chức dạy và học trực tuyến cho trên 40 lớp, đây là năm đầu tiên Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho sinh viên. Thiết kế đề mở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp để đảm bảo chất lượng và chống gian lận trong thi cử. Trong cái thời gian mà nhà trường bàn giao cái cơ sở 2 cho địa phương làm khu cách ly tập trung, thì chúng tôi cũng đã tổ chức những việc giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi online cho sinh viên để đảm bảo được cái kế hoạch học kỳ 2 của năm học 2020-2021. Đến nay, học kỳ 2 của năm học đã kết thúc. Và về cơ bản là chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ giảng dạy trong năm học. Dạy học và thi trực tuyến là giải pháp linh hoạt giúp sinh viên có thể hoàn thành năm học, nhất là sinh viên năm cuối hoàn thành chương trình toàn khóa để tốt nghiệp ra trường. Tất cả vì mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo thời gian, chất lượng đào tạo.